Xin chào các bạn, hôm nay thì Đông xin chia sẻ với các bạn cách để mà chúng ta có thể mời được bạn bè tham gia một cái sự kiện nào đó mà chúng ta đã đăng ở trên trang fanpage của Facebook. Thì trước hết là để mời được bạn bè thì chúng ta phải vào cái trang fanpage của Yusufa hoặc là trang fanpage Facebook nào đó. Sau đó thì chúng ta bấm vào nút sự kiện ở bên phía tay trái. Rồi, ở đây chúng ta thấy những cái có hai cái sự kiện. Chúng ta bấm vào cái sự kiện để cần mời thư mời tham gia hội chợ triển lãm. Thì ở đây ngay chỗ phía dưới cái phần cái banner của sự kiện thì nó có nút chia sẻ, chúng ta bấm vào nút chúng ta chuột vào nút chia sẻ. Chúng ta bấm mời bạn bè. Đây, mời bạn bè. Rồi chúng ta bấm vào đó. Thì nó sẽ hiện lên một cái danh sách những cái người bạn của chúng ta. Rồi, ở đây thì chúng ta chọn những cái người nào mà chúng ta muốn mời tham gia sự kiện. Rồi, chúng ta khi mà chúng ta đã bấm xong rồi chúng ta sẽ bấm gửi lời mời. Nếu mà chúng ta có phần mềm thì chúng ta có phần mềm Facebook Select All thì chúng ta bấm một cái thì nó chọn tất cả những người bạn trong danh sách của chúng ta. Còn này chúng ta không có sử dụng phần mềm thì chúng ta chịu khó chọn những người bạn nào mà chúng ta muốn mời tham gia sự kiện. Xong rồi chúng ta bấm gửi lời mời. Rồi chúng ta đã send. Rồi các bạn cứ tiếp tục mời cho đến khi nào mà hết danh sách bạn bè của chúng ta. Rồi, những người đã mời rồi thì nó không có nằm trong danh sách nữa. Rồi chúng ta tiếp tục chọn những cái người nào mà chúng ta muốn mời tiếp. Rồi, chúng ta gửi lời mời. Rồi, xin chắc ở phần chia sẻ của mình xin tạm dừng. Xin các bạn, cảm ơn các bạn đã theo dõi.